Kính thưa quý vị, ca sĩ nhạc rap Lil Wayne đang hồi phục tại một bệnh viện ở thành phố Los Angeles sau khi bị giật kinh phong, tin từ Los Angeles. Ca sĩ nhạc rap Hoa Kỳ Lil Wayne nói trong ngày 15 tháng 3 năm 2013, anh đã trở lại bình thường và có lời cảm ơn đến khán giả hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng đến với anh. Sau khi anh bị giật kinh phong đã đưa tới trang mạng TMZ.com đăng tải rằng anh bị hôn mê và gần chết. Qua một thông tin trên mạng Twitter, ca sĩ Lil Wayne đã tỏ lời cảm ơn sự lo lắng và cầu nguyện của khán giả. Theo bà Sarah Cunningham, người phát ngôn viên của ca sĩ nhạc rap 30 tuổi này, cho biết là nam ca sĩ Lil Wayne đang hồi phục nhưng không xác nhận là người ca sĩ này bị bệnh gì. Một người bạn đồng nghiệp, nam ca sĩ nhạc rap Mac Man đã đính chính những lời đăng tải không chính xác từ trang mạng TMZ rằng anh cùng với Lil Wayne đang chơi game tại phòng bệnh. Trong ngày 13 tháng 3 năm 2013, trang mạng TMZ đã đăng tải rằng ca sĩ Lil Wayne đã được nhập viện bệnh viện Cedars-Sinai vì bị giật kinh phong và được xuất viện. Cũng theo trang mạng này đăng tải, thì Lil Wayne đã được tìm thấy bất tỉnh trên sàn nhà và còn đăng tải bệnh tình của Lil Wayne nặng đến nỗi là thân mẫu của ông Lil Wayne đã phải bay qua Los Angeles để được gần con trai trong giờ phút cuối cùng. Nam ca sĩ nhạc rap Lil Wayne với tên thật là Wayne Michael Carter Jr. trong vài tháng qua đã bị chứng giật kinh phong hành hạ một vài lần, trong đó có hai lần vào tháng Giêng năm 2013, trong lúc đang trên một chuyến bay. Ca sĩ Lil Wayne lớn lên ở thành phố New Orleans, bắt đầu hát nhạc rap từ năm 9 tuổi, và khi anh trở thành một ca sĩ nhạc rap trẻ tuổi nhất, được ký hợp đồng với trung tâm Cash Money. Trong gần hai thập niên trình diễn, ca sĩ Lil Wayne đã phát hành 9 đĩa nhạc và đã trở thành một trong những ca sĩ nhạc rap có tên tuổi trong thời này.